Tôi là Nguyễn Bá Thành và Thiên Hương xin chính thức chào quý vị. Kính thưa quý vị, xin mời tất cả quý vị, nếu ai chưa ngồi, hình như ai cũng ngồi rồi, nếu ai chưa ngồi xin vui lòng ngồi xuống để chúng ta có thể bắt đầu chương trình. Kính thưa quý vị, nãy giờ chúng ta nói nhiều về Zuka. Có lẽ là các anh chị đến đây cũng đã biết hôm nay là ngày Zuka Việt Nam, có nghĩa là ngày các anh chị em Zuka hội ngộ để cùng nhau hát những bài hát Zuka. Zuka là một phong trào đã được xuất hiện ở Việt Nam từ năm 1966, khi mà đất nước đang trong những cơn dầu sôi lửa bỏng, khi mà thanh niên sinh viên Việt Nam không những ngoài cái vấn đề đi học thành tài, họ còn xuống đường, họ còn lăn thân xả xác để làm công tác xã hội, bởi vì nước Việt Nam lúc đó có quá nhiều vết thương cần phải hàn gắn. Thưa quý vị, Zuka đã ra đời. Người mang những tiếng hát Zuka đến vừa là những người làm công tác xã hội, họ hát để họ có tinh thần phấn chấn hơn khi làm việc, và họ mang tiếng hát của mình, họ mang tinh thần của mình để làm lan cái tinh thần đó đến tất cả những người xung quanh. Và thưa quý vị, tinh thần Zuka cho tới ngày hôm nay sau 50 năm vẫn còn, chứng tỏ là cái nguyên lý, cái mục đích của Zuka nó quá tốt đẹp, và đó là một cái điều mà chúng ta cần phải gìn giữ. Ok, thưa quý vị, nhạc sĩ Nguyễn Đức Quang là một trưởng của phong trào Zuka, đã sáng tác một ca khúc để trở thành một cái đoàn hiệu ca của Zuka. Thì chúng ta sẽ hôm nay đoàn Zuka Nam California, ở trên này cũng có rất nhiều các anh chị chỉ mới gia nhập trong cái nhóm Zuka California chỉ vài tuần trước thôi. Thì đây là những khuôn mặt cũng rất là mới, và chúng ta sẽ cùng nhau hát ca khúc đoàn ca của Zuka Việt Nam, đó là Đoàn Ta Ra Đi. Cho nên chúng tôi muốn bắt đầu bài hát này, xin tất cả quý vị cùng cất tiếng hát nhạc phẩm Việt Nam, Việt Nam của nhạc sĩ Phạm Duy. Việt Nam đến biển xinh tươi, Việt Nam.
Quý vị chuyện này hát hay lắm Thiên Hương ơi. Như vậy thì mình phải hoan hô chúng mình một cái. Hoan hô chúng mình, chào chúng mình hoan hô, chào chúng mình hoan hô. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta đến đây không chỉ để hát những bài nhạc du ca như những năm trước, nhưng năm nay cái thời điểm nó có đặc biệt một chút xíu. Chúng ta đang ở vào tháng tư đen, không những là tháng tư đen mà còn là tháng tư năm 2015, 1975, 2015, đúng 40 năm chúng ta rời xa đất nước để ghi dấu 40 năm ngày Quốc hận Việt Nam. Hôm nay anh chị em chúng ta họp mặt ở đây để hát lên những bài hát kể lại hành trình 40 năm chúng ta đã rời xa quê hương. Từng bước, chúng ta đã trải qua những gian nan như thế nào, chúng ta đã phải phấn đấu như thế nào để chúng ta có được ngày hôm nay. Thưa quý vị, nếu đi ngược dòng lịch sử, tại sao chúng ta lại có 1975? Ai là thủ phạm? Quý vị có thể trả lời không? Ai là thủ phạm để chúng ta có năm 1975 phải bỏ nước ra đi? Việt Cộng! Đúng, phải không ạ? Việt Cộng! Đúng không? Hay nói cho lớn ra là Cộng sản. Thì đi ngược lại một tí, trước năm 1975, đất nước Việt Nam của chúng ta đã trải qua một lần chia cách. Đa số những quý vị nào nói tiếng Bắc như Thiên Hương, tức là Bắc Kỳ 54, là cha mẹ của mình đã một lần phải bỏ quê hương để đi vào miền Nam. Rồi ở trong miền Nam được mới có 21 năm thì cái màu đỏ nó lại nhuộm suốt miền Nam của mình. Thật là một cái hình ảnh quá đau thương. Để mở đầu chương trình ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau ôn lại cái giai đoạn kỷ niệm, một cái giai đoạn lịch sử đau buồn trải dài suốt mấy chục năm của dân tộc Việt Nam. Xin mời quý vị cùng lắng lòng để nghe anh Nguyễn Bá Thành trình bày nhạc phẩm Một ngày 54, cha bỏ quê năm 1975, con bỏ nước. Năm 4 cha bỏ quê xa, chốn đã chôn nhau cắt rốn bao nhiêu đời. Một ngày năm 4 cha bỏ phương trời, một miền Bắc tôi tắm mưa phùn rơi. Một ngày năm 4 cha bỏ sơn tây, dặn díu con thơ vô sống nơi biên hòa. Dù là xa đó vẫn về nhà, và biển nắng soi vui gia đình. Năm 4 cha lùi quê hương, lánh bắc vô nam cha muốn xa bao thương. Một ngày 75 đứng ở cuối đường, loài quỷ dữ xua con ra đại dương. Thank you.
ngày năm bốn xa mộ ông cha, với lũy tre xanh con chuối bên sau nhà. Một ngày năm bốn cha phải chia lìa cùng mảnh đất năm già cha làm ra. Một ngày năm bốn ôi thành đô ơi, tiếng bước cha đi vẫn giữ tên muôn đời. Hà Nội yêu quý không thể ngăn người, vì người đã ra đi theo tự do. Một ngày bảy lăm con bỏ hết giang sơn, 20 năm tình yêu người yêu cuộc sống, giờ nơi nước mình niềm đau thay nỗi vui. Sài Gòn đã chết rồi phải mang tên xác người. Một ngày dĩ vãng ôi gần hay xa, đất nước hai phen chứng kiến bao chia lìa, đời của cha con hai lần vậy. Chào chào từ xa quê hương trong hầm đau, đời hai lần ta bỏ quê bỏ nước, phải nuôi lần sau về ôm tổ quốc. Xin cảm ơn quý vị. Bây giờ mình nói tới năm 1975 được rồi phải không anh Thành? Nhưng mà lúc đó khi nói đến năm 1975, không biết là Thiên Hương ở trong cái hoàn cảnh nào vào cái ngày 30 tháng 4? Thưa quý vị, thì năm 1975, Thiên Hương ở Sài Gòn, vẫn còn ở Việt Nam. Vâng. Và như ngày hôm đó nó cũng có cái trời mưa lất phất ảm đạm như ngày hôm nay. Nếu mà nói về ký ức của 30 tháng 4 năm 75, chắc chắn mỗi người trong chúng ta ra đi đều mang trong mình một cái ký ức rất là sâu đậm, phải không ạ? Nếu mà được chia sẻ với quý vị thì ngoài những cái cảnh tượng chung của lúc đó, có nghĩa là những cái hỗn độn, những cái hoang mang, những cái hoảng sợ của ngày 30 tháng 4, những cái tiếng súng nổ lác đách khắp mọi nơi, những hình ảnh, những anh lính đi thất thể ngoài đường, những cái gia đình thì người ta sợ hãi đóng cửa trong nhà, những cái nhà đi rồi thì bị những người hôi của tới vác đồ vác đạc chạy lung tung. Đối với Thiên Hương thì hình ảnh năm 1975 đúng ngày 30 tháng 4 xin được chia sẻ với quý vị hai hình ảnh mà Thiên Hương không bao giờ quên được về người cha của mình. Hình ảnh thứ nhất là khi mà bố của Thiên Hương từ sở làm đi về buổi trưa hôm đó, ông cụ vẫn mặc nguyên bộ quân phục. Cả nhà đứng ở trên ban công nhìn xuống, tại vì tới giờ loạn lạc khắp nơi mà bố của mình vẫn chưa thấy về. Cả nhà đứng trên ban công nhìn xuống thì xe Jeep của bố đậu trước cửa nhà. Ông cụ bước ra khỏi xe, vẫn trong bộ quân phục đầy đủ, ngước lên nhìn các con. Ông cụ lắc đầu, hết rồi. Ông cụ chỉ nói một tiếng như vậy, đi thẳng vào phòng của mình, đóng cửa lại. Đến ngày hôm sau, khi ông cụ mở cửa ra thì chúng tôi chứng kiến bằng con mắt thật của mình cái cảnh mà người ta gọi là một đêm bạc đầu. Hồi xưa mình tưởng là cái cảnh đó chỉ có trong phim kiếm hiệp của Kim Dung thôi, Dương quá nhớ tiểu long nữ một đêm bạc đầu. Nhưng mà trước cặp mắt của các con, chính bố của Thiên Hương, một đêm, ông cụ lúc đó mới có 50 tuổi thôi, buổi sáng hôm sau mở cửa ra một mái tóc bạc trắng. Thì chúng ta cũng biết là cái biến cố năm 1975 nó đánh động
nó đảo lộn, nó làm cho biết bao nhiêu người dân Việt Nam, đó chỉ là một ví dụ điển hình, còn biết bao nhiêu gia đình tang thương, còn biết bao nhiêu người phải trải qua những khổ ải khác. Và chúng ta cũng biết rằng những người, những ông cụ như là bố của Thi Hương là những người cũng đã từng chứng kiến năm 1954, cũng đã vào Nam. Chính vì vậy đó phải suy nghĩ trằn trọc mình phải làm cái gì, phải chạy cộng sản một lần nữa. Và chắc quý vị cũng nhớ là ngay sau 30 tháng 4 năm 1975, cộng sản áp đặt ngay vào cái miền Nam của chúng ta, đó là gọi là bần cùng hóa nhân dân, có nghĩa là chúng ta thiếu thốn đủ thứ, nghĩa là sống vất vưởng, và tất cả những cái gì mà người ta có thể control được, người ta áp đặt lên cái dân của mình. Chính vì lẽ đó là những người ra đi cũng cảm thấy được cái điều đó, và người ở lại khát khao được gặp lại người thân của mình, mong tin người thân của mình, và những người ở từ phương xa vẫn luôn luôn nhớ về những cái người. Không những chỉ nhớ mà chúng tôi cũng hiểu là những người đã ra đi năm 1975 cũng có những cái khổ của những người ra đi. Lúc đó thì người ta không biết tương lai của mình sẽ đi về đâu, không biết bao giờ mình được gặp lại người thân của mình mà mình đang bị thất lạc, không biết là có ngày nào đó mình được bước lại, bước chân lại trên đất nước của mình hay không. Đó là những cái đau khổ của người đi. Người ở lại thì có cái khổ của người ở lại. Thưa quý vị, trong cái nỗi thống khổ đó, một nhạc phẩm đã ra đời mà có lẽ, cũng có lẽ là bất cứ người nào là người dân tị nạn của chúng ta cũng đều biết, cũng đều nhớ, cũng đều từng hát và cũng đều có nhiều kỷ niệm. Vâng, đó là ca khúc mà chúng ta sẽ nghe tiếp sau đây. Một ca khúc mà nhạc sĩ Nam Lộc đã làm, đó là Sài Gòn ơi vĩnh biệt. Xin cảm ơn quý vị. Yeah.
người tình ơi, tôi xin giữ cho mãi lời thề. Dù thời gian có là một thoáng đêm đi, phố phường vàng ánh sao đêm, nhưng tôi vẫn không bao giờ quên. Quý vị thấy là ba giọng hát quá hòa quyện với nhau phải không ạ? Bởi vì ba giọng hát này cùng một bụng mẹ chui ra, Như Ý, Đại và Thu Quyên, ba chị em ruột. Và tiếng đàn của Quyên Thanh ở đằng sau đã làm cho bài hát này thật là xuất sắc phải không ạ? Kính thưa quý vị, khi người ở lại còn đang thống khổ, còn đang hoang mang, còn đang đói khát, thì người ra đi bắt đầu được đến đại khái như những người ở California, thì đến Camp Pendleton, được các gia đình bảo trợ làm những công việc nào có thể làm được để cho gia đình mình có cái sống. Cho dù đồng tiền kiếm ra không bao nhiêu, nhưng cũng gói ghém, cũng dằn dụm để gửi về những gói quà cho người thân của mình ở nhà. Là những người ở lại mong đợi những thùng quà đó như là cái nguồn sống, bởi vì không có nó thì người ta có thể chết đói, người ta có thể không có cơm ăn, người ta có thể nheo nhóc, người ta có thể phải làm những cái công việc mà mình không làm nổi ở Việt Nam. Thưa quý vị, một bài hát nói lên được không những cái tình thương của người bên ngoài với người còn ở lại, mà còn diễn tả hết tất cả những nỗi thống khổ của những người còn lại trong nước. Một bài hát đã đưa tên tuổi của Việt Dũng đến gần với tất cả chúng ta. Xin mời quý vị thưởng thức Một Chút Quà Cho Quê Hương qua tiếng hát Phạm Ngọc Thảo. Dầm bò thuốc lá, anh đốt cuộc đời cháy mòn trên ngón tay, gửi về cho mẹ dầm chiếc kiếm mây. Mẹ mây hồ con quê hương quá đỏ đầy, gửi về cho chị dâm ba sấm vải. Chị may áo cười hay chị may áo tàn, gửi về cho em kẹo bánh thênh thang. Em mang cho ngọt vì đời nhiều cay. Gửi về cho cha một mảnh áo trắng, cha mặc một lần khi ra pháp trường phơi thay. Gửi về Việt Nam nước mắt đông đầy, mơ ước một ngày quê hương sẽ thanh bình. Một cây bút máy, anh vẽ cuộc đời những vòng mong manh, gửi về cho mẹ dăm gói chè xanh. Mẹ pha hồ con nước mắt đã khô cạn,
gửi về cho chị hồng diên nhắm lửa. Chị đốt cuộc đời trong hoang lạnh mù sương, gửi về cho em chị nhắn yêu thương. Em mang cho đời tìm đường vượt biên, con gửi về cho cha vài viên thuốc ngủ. Cha dù cuộc đời trong tứ tử trung thân, gửi về Việt Nam khúc hát ân cần. Xin chúc yên bình trong giấc ngủ giá vàng, gửi về Việt Nam khúc hát ân cần. Xin chúc yên lành trong giấc ngủ. Yeah.